Vừa qua, sách trắng Tencent đã công bố danh sách các nghệ sĩ nổi tiếng tổng hợp và tác phẩm nổi tiếng đại diện của họ. Tiêu Chiến với bộ phim Vùng biển trong mơ ấy nằm ở top 1, Ngọc Cốt Giao ở top 5 và Nắng gắt bên tôi ở top 13. Chỉ số phát sóng phản ánh giá trị tổng hợp của một số nội dung phim ảnh khi được phát sóng. Độ đánh giá dựa trên dữ liệu mức độ phổ biến truyền thông, mức độ phổ biến người dùng đánh giá và lượt xem tích cực. Và Tiêu Chiến đã từng nói rằng hãy làm việc không mệt mỏi để theo đuổi ước mơ của mình. Đối với bộ phim Anh hùng xạ điêu vốn là một tác phẩm được nhiều cư dân mạng theo đuổi với mong chờ khi nào nó sẽ được hoàn thành. Bạn có thể thấy rằng ngay cả trong tháng 11 và bước qua tháng 12, sự chăm chỉ của Tiêu Chiến trong quá trình quay phim cũng đã thu hút sự chú ý của vô số người hâm mộ. Theo đoạn phim trong tháng này, Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đi sớm về muộn. Anh ấy làm việc hơn 10 tiếng và trong thời gian nghỉ ngơi anh ấy chụp tài liệu và bắt kịp tác phẩm mới. Chỉ có thể nói rằng 5 giờ sáng dậy đi làm, 7-8 giờ tối tan làm là chuyện bình thường, không có cái gọi là ngày nghỉ. Không có gì ngạc nhiên khi Tiêu Chiến sẽ gia nhập đoàn phim mới Tăng Hải Hí Lân vào cuối tháng 12 và tiếp tục quay phim với niềm đam mê sự chăm chỉ. Được biết, lịch trình trong tháng 11 của Tiêu Chiến gần như bận rộn với sự sắp xếp của công việc. Anh ấy đã cống hiến hết mình cho việc quay phim bộ phim Anh hùng xạ điêu và bỏ ra rất nhiều công sức nỗ lực trong quá trình quay phim. Dù là thời tiết ở Bắc Kinh bắt đầu lạnh hơn, nhưng anh ấy vẫn ở lại trường quay và tiếp tục quay phim và không hề phàn nàn. Dù tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ giảm mạnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn tinh nghịch đắt người tuyết. Sự cống hiến và chăm chỉ của Tiêu Chiến không phải ngày một ngày hai mà có được. Kể từ khi ra mắt, anh ấy luôn đối mặt với công việc với thái độ tích cực và luôn kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. So sánh giữa bộ phim Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến đóng chính và bộ phim Nắng gắt bên tôi, không khó để thấy rằng Tiêu Chiến đã rất thoải mái trong vai diễn này. Đằng sau sự chăm chỉ của Tiêu Chiến, anh ấy có được niềm tin vào mục tiêu của riêng mình. Anh ấy tin chắc rằng chỉ có không ngừng cống hiến và làm việc chăm chỉ thì anh ấy mới có thể đạt được thành công và thực hiện được ước mơ của mình. Trên con đường thực hiện ước mơ này, anh ấy đã sẵn sàng cống hiến hết mình để đón nhận thử thách và cơ hội. Như Tiêu Chiến đã nói, làm việc chăm chỉ chắc chắn sẽ được đền đáp và tin rằng Tiêu Chiến sẽ duy trì được sự tập trung và nhiệt huyết trong sự nghiệp diễn xuất sau này. Đồng thời dùng những hành động thiết thực để chứng minh thực lực và tài năng của chính mình. Vậy kết cục nào mới xứng đáng với những thăng trầm và gian nan của Tiêu Chiến? Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không có được cơ hội vinh quang gia nhập làng giải trí với tư cách là một ngôi sao nhí. Ở bước ngoặt sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy bước vào lĩnh vực mà trước đây anh ấy chưa từng đặt chân tới và bắt đầu hành trình vượt qua trở ngại của riêng mình. Anh ấy hiện tại là đỉnh cao trong làng giải trí trong nước, không có ai có thể vượt qua được anh ấy. Anh ấy là một người có quyền lực, có thể để đạo diễn Tử Khắc và Trịnh Hiểu Long liên tiếp làm việc với anh ấy. Tiêu Chiến có thể đạt được nhiều hơn những gì hiện tại. Nhìn lịch trình dài đặc từ tháng 11 đến nay, thực sự không biết bộ phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu sẽ đạt được kết quả như thế nào để xứng đáng với sự chăm chỉ của Tiêu Chiến. Vậy thì hãy chờ đợi sự thành công của bộ phim Anh hùng xạ điêu vào dịp Tết Nguyên đán.